Ui, cái gì? Nó kia, lá tiên. Làm sao? Con này. Hello, chào mọi người, đã đến với video tiếp theo của mình nha. Thì mọi người xem video của anh Đăng ấy thì mọi người biết là anh Đăng ra chú nghĩa địa gần khu nhà hoa ấy để giải cứu cho chị Ngọc ấy. Và thực sự anh Đăng đốt và đốt cái là hình nhân thế mạng mọi người. Thì là anh Đăng nhập đây mình sẽ ra ngoài khu anh Đăng đốt đấy thì mình xem có manh mối gì không, nhưng mà không có thôi, nhưng mà có thì mình sẽ quay lại cho mọi người xem nhé. Mọi người bây giờ hiện tại là mình đang đến chỗ mà trước anh đang đốt con gọi là con gì nhỉ? Bùa. Nó gọi là cái con bùa đại yểm bùa để gọi là hãm hại anh Đăng với chị Ngọc ấy mọi người. Thì hiện tại là mình đang ở hai ngôi mộ này, bây giờ mình sẽ ra xem người ta còn bỏ sót gì không thì mình mang về cho anh Đăng xử lý. Anh em mình không dám ra ban đêm nhá. Thì tháng này là tháng cô hồn mà. Nhưng mà chị mình bị như thế thì anh em mình bắt buộc phải ra thôi. Đáng rồi đấy. Ui, ui, cái gì? Ai kìa? Đâu? Nhưng phải tem mình không? Đang làm gì nhỉ? Con khẩn... Đó kìa, làm gì vậy? Ui, có thắp hương kìa. Cái gì đấy? Ui, nó anh Đăng à? Bùa. Con này trước con anh Đăng đốt rồi đúng không? Trước anh Đăng đốt rồi nhưng mà sao? Thế chứng tỏ là con này là con mới rồi. Con mới? Đây chưa có biết đốt luôn này. Đây nó còn có bùa thế này này. Sao đến nó đang ổn đến nó đốt rồi. Xe lại đi. Ui. Hay đốt luôn này nhở? Để đốt đó. Đốt luôn đâu? Thôi, đừng đốt. Mày sẽ bị giống anh Tăng ấy. Mày làm nào? Bây giờ mang về. Nó chạy đi đâu rồi? Mày thử xem nào. Ra đây. Nó chạy đâu rồi? Ô, vừa đây mà. Chắc anh em lúc vào ấy nó đang nghỉ mùa, nó chạy rồi tao ấy. Bây giờ mang đi về đi á, đi về đi á. Đi, đi về đi.